Mới đây, trong khi tham quan triển lãm tại Trung tâm Thương mại ở Seoul, Hàn Quốc, thì một đôi bạn trẻ hiểu nhầm rằng các thùng sơn và cọ vẽ vốn được cố ý trưng bày trước tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ là để công chúng vẽ thêm lên đó. Cảnh sát đã xem lại đoạn phim từ máy quay an ninh khi bắt giữ hai bạn trẻ tại Trung tâm mua sắm. Họ đã vẽ thêm một số vệt màu xanh đậm lên trên tác phẩm. Tuy nhiên, phòng trưng bày quyết định không yêu cầu họ bồi thường bởi nhận định đó là hành động ngoài ý muốn vì họ nghĩ rằng họ được phép vẽ thêm lên tranh. Phòng trưng bày đang thảo luận với nghệ sĩ về việc có nên khôi phục tác phẩm gốc hay không. Tác giả John Wan vẽ tác phẩm trước sự theo dõi của khán giả ở Seoul vào năm 2016. Bức tranh có kích thước 2,4 x 7 m trị giá khoảng 500.000 đô la Mỹ. Sau khi hoàn thành, John Wan cố ý giữ lại các thùng sơn và cọ vẽ để trưng bày kèm theo tác phẩm.